Chính phủ Ukraine vừa ra lệnh người dân sơ tán bắt buộc khỏi các khu vực ở Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev. Đây cũng là khu vực mà Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tuyên bố chủ quyền và bị Kiev bác bỏ. Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào tối ngày 30 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đây là hành động nhằm bảo vệ người dân ở khu vực Donetsk, nơi có nguy cơ xảy ra giao tranh ác liệt trên cục bộ. Những người rời đi sẽ được bồi thường. Truyền thông Ukraine dẫn lời Phó Thủ tướng Irina Vereshchak cho biết thêm, người dân sẽ phải sơ tán trước mùa đông vì nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên trong khu vực đã bị phá hủy. Bà cũng nhấn mạnh rằng, việc sơ tán các hộ gia đình là nghĩa vụ của mọi thành viên trưởng thành trong gia đình. Những người từ chối rời đi sẽ phải ký một văn bản xác nhận rằng họ hiểu rõ quyết định của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra sau đó. Đây không phải lần đầu chính quyền Ukraine kêu gọi dân thường sơ tán khỏi các khu vực mà Ukraine kiểm soát ở Donetsk. John Hobbs, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine cho rằng, có thể sau khi ép dự đoán chiến sự sẽ ác liệt hơn là lo lắng vì thiếu nhiên liệu.